Chào tất cả các bạn một ngày mới an lành, hạnh phúc, vui vẻ, gặp được những điều tốt đẹp nhất trong cuộc sống, đạt được những điều ước nguyện tốt đẹp cho mọi người, cho gia đình. Bếp chai kỳ duyên của mình ngày hôm nay hướng dẫn mọi người một món cơm tấm sườn bì chay. Thì cơm tấm sườn bì chay này mình làm nhà thì mình sẽ chế biến theo khẩu vị của gia đình mình. Nhưng mà mọi người ăn thì đó là cách chế biến rất là đơn giản cho gia đình mình thôi, không có phức tạp gì hết. Đây là sườn ngon. Mình ngâm rồi xong mình chiên nha mọi người. Mình chiên cho nó vàng rồi mình khìa lại. Và đây là bì chay. Mình làm từ đậu hũ và bún tàu. Nêm nếm cho vừa ăn xong thì mình cho thính vô. Tại vì thính nó sẽ làm cho cái mùi bì của mình nó tăng cái hương vị ngon lên nha, đặc biệt lắm. Vì cái phần này mình làm là khoảng chừng chục hộp trở lại thôi. 5 hộp tới chục hộp thôi. Thì nó rất là nhiều món. Một món là mình sốt đậu hũ cà. Đây. Cà với đậu hũ mình làm nước chan lên cơm nha mọi người. Mình nêm nếm rất là vừa ăn. Thì mình muốn ăn nước tương thì mình chan thêm, còn nếu không thì những cái gia vị của đậu hũ, của sườn bì của mình, mọi thứ nó đều mình đều nêm vừa ăn hết. Như vậy thì cái hộp cơm của mình nó rất là ráo khô và nó đầy đủ hương vị vừa ăn. Bì của mình ngon rồi đó các bạn. Thì mình chỉ chờ đợi sườn. Còn đây là cơm tấm. Mình đã nấu cơm xong rồi. Thì bây giờ mình để vô tủ lạnh. Mình mới làm nóng cơm lại. Ở trong cơm này mình có để lá dứa nữa nha các bạn. Mình làm cho nóng cơm nó xốp lên. Rồi. Mình đang để vô trong cái nồi để mình, cái chảo để mình nướng cơm lại cho nó xốp cơm lên. Và nó thật là nóng. Mình đã chuẩn bị hết mọi thứ đầy đủ rồi đó. Chỉ còn mình khìa sườn xong nữa là mình sẽ có một dĩa cơm tấm rất là ngon và đặc biệt. Đây là cái bịch xốp khìa nha mọi người. Mình chuẩn bị khìa sườn thì mình sẽ chuẩn bị cái nước ướp khìa để mình khìa sườn non. Thì ở trong cái ướp khìa này là mình xài ít, thì mình chỉ xài vài bận đó, mình mua một hộp khoảng 10.000 thôi. Ướp khìa chay. Ở đây mình chuẩn bị là nước khìa để mình chuẩn bị khìa sườn. Nó có cái đề vị mặn sẵn rồi, vậy mà khi mình đổ nước vô thì cùng với cái sốt thì mình sẽ cho một ít đường, một ít bột ngọt nữa là xong. Mình không cần phải thêm hạt nêm gì hết. Một muỗng đường nhỏ, một miếng bột ngọt. Sườn của mình vàng rồi nè. Ở đây là mình làm hai loại, một loại thì mình sẽ muối chiên và một loại mình sẽ khìa. Thì khi mà làm cơm hộp thì mình có thể mình để sườn non muối chiên cũng được, rồi mình để tàu sườn khìa lên một ít. Mình khìa cho sườn nó vàng để mà khi mình khìa lại mình chiên nó vàng, mình khìa lại nó giòn cái miếng sườn ở ngoài, nhưng mà ở trong thì nó lại là mềm nha mọi người. Để cho nó dễ ăn. Nên cái da của nó giòn, cái da của miếng sườn nó sẽ giòn á.
Sườn muối chiên nó vàng, mình lấy sườn muối chiên ra trước. Cái này mình cắt miếng nhỏ thì nó vàng nhanh hơn cái miếng lớn của mình. Vàng rồi, mình lấy ra nha mọi người, mình vớt ra cho nó khỏi dầu nha. Giờ mình cho cái chảo ướp khìa của mình lên. Thì cái chảo ướp khìa này mình đã nêm nếm vừa rồi, mình chỉ đợi cho nó sôi lên. Rồi nó sôi lên thì mình sẽ để sườn vào để mà mình thấm nó thật là nhanh, rồi mình lấy ra nha, mình cho nó sôi lên kẹo nha các bạn. Thì để chuẩn bị cho một dĩa cơm tấm. Mình cảm giác rất là vừa ăn. Mình chỉ cần cho nó sôi lên và nó kẹo lại đi rồi mình hãy để sườn vô. Cắt một ít hành lá nhuyễn nha mọi người. Rồi mình để trong cái ướp của mình cho nó. Nó thơm. Rồi mình sẽ nhúng miếng sườn của mình vào mình thấm nha các bạn. Rồi cái da của sườn thì nó giòn mà nó hơi nhiều, mình sẽ chế bớt ra. Tại vì ở đây thì mình chỉ cần cho nó vừa thấm vô miếng sườn rồi mình cắt ra thì nó sẽ vừa giòn cái da và nó cũng sẽ mềm ở trong cái ruột. Nó sẽ giống như là thịt heo mà người ta khìa, người ta quay đó các bạn. Ở đây là mình không có sử dụng nhiều dầu mỡ nha. Thay vì khìa như thế này mình cho một chút dầu nhưng mà mình hạn chế dầu rồi. Mình chỉ khìa xong thôi. Để cho cái miếng sườn của mình là nó không có bị rút quá nhiều dầu vô để nó ăn nó bị ngán nha các bạn. Rồi, như vậy là miếng sườn của mình nó đã khô. Mình lấy ra nha. Và khâu cuối cùng là mình sẽ xào đậu. Ở trong cái món cơm tấm của mình ngày hôm nay là có món đậu xào nha. Mình sẽ làm một cái món đồ bổi xào đậu. Thay vì mình cũng có thể làm dưa chua. Mình làm dưa chua từ củ đỏ, củ trắng hay hoặc rau muống gì đó là tùy, hay hoặc dưa cải. Nhưng cái món xào của mình ngày hôm nay thì mình sẽ làm từ cái món xào đậu để ăn kèm với cơm tấm của mình nha. Đây miếng sườn rất là ngon nha mọi người. Nó chỉ thấm ở ngoài vòng vòng cái da và nó rất là giòn ở trong cái ruột đó thì nó mềm và xốp. Rồi nó làm cho cái miếng sườn của mình nó không có bị cứng, không có bị dai. Nó chỉ là xốp thôi. Rồi mình xào đậu nha. Cái chảo lên, cho đậu vô, đậu và một ít cà rốt. Mình cho một chút hạt nêm, một chút bột ngọt và một ít đường nha các bạn. Ngày hôm nay tự dưng trong lòng mình cảm giác mình muốn làm một bữa cơm tấm chay để cúng dường cho bà con mình. Bởi vì vấn đề bố thí ở đây thì nó rộng rãi, nó mênh mông lắm các bạn.
Nhưng thỉnh thoảng mình chỉ làm một ít đồ ăn để cúng dường, để tặng cho bà con thân thiện của mình. Đó cũng là hình thức mình bố thí cúng dường. Mình làm với cái tâm huyết của mình rất là chân thành. Cho mẹ mình, cho mấy dì mình. Rồi mình cho nước vô để mình đợi đậu chín nha. Thì khi mình đợi đậu chín thì mình sẽ chuẩn bị cơm. Mình đậy nắp lại đi. Mình đợi cho cơm nó... Coi cơm nó đã đủ chưa. Thì ngày hôm nay cơm của mình, cơm tấm này nó rất là xốp. Wow, ngon lắm. Rất là tuyệt vời đó mọi người. Cơm tấm của mình rất là xốp, rất là thơm ngon. Nhờ có lá dứa. Mình sẽ để thêm một chút nữa nha. Nó thật là xốp luôn. Nóng, như vừa nóng tới. Tại cơm này mình đã nấu rồi, hết một ngày rồi xong. Thì bây giờ chỉ là ngày hôm nay mình chỉ để lên mình nướng lại cho cơm nó xốp thêm. Rồi, đậu đũa của mình chín rất là ngon nha mọi người. Rất là ngon, rất là tuyệt vời. Như vậy thì đậu xào của mình nó cũng đã chín. Mình sẽ lấy ra. Rồi mình đã chuẩn bị xong mọi thứ hết rồi đó các bạn. Giờ thì mình chỉ lấy cơm ra. Thì đây là cái dĩa cơm mình đang chuẩn bị nha. Đây, sườn của mình đã khìa đây. Bởi vì ít cơm nên mình chỉ cho 3 miếng sườn non khìa thôi. Và đây là bì. Mình sẽ cho một ít bì. Và đây là đồ xào. Mình cũng sẽ cho khoảng 2 cọng sườn chiên thôi. Tại vì thì đây là tàu hũ mình sốt với nước cà. Rất là ngon để chan lên. Nếu mình ăn liền thì mình hả chan, còn nếu mình chưa ăn liền thì mình đừng có chan nha mọi người. Thì mình sẽ làm sẵn một dĩa cơm đây để cho ông xã mình thưởng thức đầu tiên. Có dĩa cơm tấm chay. Đây là một dĩa cơm đầu tiên trong ngày. Thì cái dĩa cơm chay của Kỳ Duyên quán chay của mình ngày hôm nay nó đã hoàn tất. Kỳ Duyên mình mời mọi người dùng một bữa cơm chay, một dĩa cơm chay tấm. Rất là đơn giản nhưng mà rất là hấp dẫn phải không mọi người. Chúc mọi người một ngày an lành hạnh phúc. Cầu nguyện cho hòa bình thế giới, chúng sanh an lạc, nhân loại thiện lương, cơm no áo ấm, bỏ ác theo thiện, cho hòa bình thế giới, dịch bệnh qua đi. A Di Đà Phật. Mời anh.
Anh là người thưởng thức nha. 1, 2, 3. Mum 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 mum. Mum 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 mum. Cảm giác. Cho ý kiến. Wow. Xin mời, cầm đi. Bưng. Em chuẩn bị em làm cho bà con.